Thưa quý vị, với diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thì hiện nay Đà Nẵng đã truy vết và cách ly tập trung hàng ngàn trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh. Cùng với đó, thành phố cũng đang cách ly hàng trăm trường hợp về từ vùng có dịch, cũng như là người dân thành phố vừa được đón về từ thành phố Hồ Chí Minh. Việc kiểm soát chặt các khu cách ly tránh để lây nhiễm chéo đang được các địa phương chú trọng. Sau khi thành phố trưng dụng khu ký túc xá phía Tây để xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19, hiện nay, quận Liên Chiểu đang khẩn trương di chuyển hơn 400 trường hợp F1 tại đây sang địa điểm mới để bàn giao cơ sở. Để đáp ứng nhu cầu cách ly F1 khi số ca bệnh COVID-19 tăng cao, quận đã kích hoạt 3 khu cách ly, gồm khu ký túc xá Đại học Bách Khoa, Cao đẳng Kinh tế, Kế hoạch và Phân viện Đường sắt để cách ly tập trung hơn 270 trường hợp F1 và người về từ vùng có dịch. Các lực lượng phục vụ ở trong khu cách ly bao gồm lực lượng quân đội, biên phòng, lực lượng y tế, cùng khu vực bảo vệ vòng ngoài sẽ có lực lượng công an. Quận tổ chức triển khai lắp đặt toàn bộ hệ thống camera để theo dõi, giám sát từng phòng của các trường hợp cách ly, nghiêm cấm cái việc mà người cách ly đi ra khỏi phòng, yêu cầu người cách ly chấp hành đúng cái quy định của khu cách ly. Từ ngày 10 tháng 7 đến nay, chỉ sau hơn nửa tháng, Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 400 trường hợp mắc COVID-19. Biến chủng Delta khiến dịch lây lan nhanh nên các địa phương phải khẩn trương hơn trong việc khoanh vùng, truy vết. Nhờ có sự chuẩn bị nên các khu cách ly tập trung được kích hoạt nhanh chóng để tiếp nhận hàng ngàn F1 cũng như các trường hợp về từ vùng có dịch. Tại đây, các biện pháp phòng chống dịch được siết chặt. Tất cả những hàng thiết yếu khi gửi vào trong khu cách ly thì cái việc đó là phải theo quy định và có đăng ký. Và bộ phận tiếp nhận đó thì sẽ có cái khung thời gian để tiếp nhận cái việc này. Với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, trong khi đó thời gian ủ bệnh của nhiều trường hợp trong đợt này rất dài. Tại các khu cách ly, có F1 xét nghiệm đến lần thứ tư, lúc chuẩn bị hoàn thành cách ly thì mới dương tính với SARS-CoV-2. Vì vậy, không để lây nhiễm chéo từ các khu cách ly là vấn đề được Ban chỉ đạo thành phố liên tục nhắc đến trong giao ban hàng ngày. Là công an thì bảo vệ vòng ngoài, người ta tăng cường bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn trên khu vực. Còn tại phía trong đó thì giao cho biên phòng để đối với các một số quận cũng như là dân quân tự vệ. Các quận huyện lưu ý cái việc thời gian cách ly đối với những trường hợp mà F1. Cái lây chéo trong khu cách ly thì phải đặc biệt quan tâm. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Với quyết định thực hiện giãn cách, Đà Nẵng đã huy động tổng lực để tận dụng thời gian vàng này sớm ngăn chặn đà lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố.